Xin chào các em. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu một tác phẩm rất nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài, đó là tác phẩm Vợ chồng A Phủ. Và chúng ta cũng chỉ tìm hiểu một đoạn trích, nhưng cũng là phần nội dung quan trọng nhất của toàn bộ truyện ngắn này. Đây được xem là một trong những truyện ngắn rất hay, truyện ngắn mở đầu của sách ngữ văn 12 tập 2. Và nhà văn Tô Hoài thì chắc chắn là các em đã từng rất quen thuộc, vì tuổi thơ ấu của ai cũng đều gắn liền với một tác phẩm rất xuất sắc của nhà văn, đó là tập truyện, đó là truyện ngắn, truyện vừa Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Đầu tiên tiền thân là truyện ngắn Con Dế Mèn, rồi tác giả tự phát triển thành truyện vừa Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Và chúng ta qua cái câu chuyện mà gắn bó với mình thời thơ ấu thì cũng đã có một cái ấn tượng ban đầu về nhà văn Tô Hoài. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một tác phẩm nữa của nhà văn Tô Hoài được viết sau cách mạng, đó là Vợ chồng A Phủ. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần tiểu dẫn để có những kiến thức nền tảng đi vào tìm hiểu tác phẩm này. Mở La Mã tiểu dẫn. Một nhỏ trước hết tìm hiểu về nhà văn. Sinh năm 1920, mất năm 2014. Các em sẽ nhớ cho cô một số những nét chính về nhà văn Tô Hoài. Nhà văn Tô Hoài tên thật là Nguyễn Sen. Quê gốc là ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, nay là Hà Nội. Nhưng tác giả lại sinh ra và lớn lên và gắn bó ở quê ngoại. Quê ngoại nay là phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trong một gia đình thợ thủ công. Trong gia đình thủ công, sinh ra ở quê ngoại. Một điểm lưu ý thứ ba, các em cần nhớ về Tô Hoài. Tác giả đã từng có một tuổi thơ và một thời trai trẻ phải lăn lộn, kiếm sống bằng nhiều nghề để mưu sinh và có những khi thất nghiệp. Và những cái nghề để kiếm sống đó là làm gia sư, dạy kèm trẻ, rồi làm bán hàng, rồi làm kế toán hiệu buôn. Tức là phải thay đổi rất nhiều nghề, có những lúc thất nghiệp, chứng tỏ rằng cái cuộc sống rất chật vật. Rồi sau đó thì trụ lại với nghề cầm bút. Một điều nữa, các em cũng nhớ cho cô về Tô Hoài, đó là tác giả đã sớm tham gia hoạt động cách mạng. Sớm tham gia hoạt động cách mạng. Và cụ thể ở đây là Tô Hoài đã bắt đầu tham gia các tổ chức yêu nước từ năm 1938. Rồi sau đó thì gia nhập Hội Văn hóa Cứu Quốc năm 1943. Và với một cái quá trình hoạt động cách mạng rất là nhiệt tình sôi nổi và từ rất sớm như vậy, thì từ năm 1946 Tô Hoài đã được vinh dự kết nạp đảng. Và đây cũng là điều rất đáng quý, để Tô Hoài ngay sau cách mạng thì đã dùng ngòi bút của mình bắt kịp với cái định hướng của cách mạng và đi theo phản ánh những chặng đường cách mạng, những đổi thay của xã hội. Các em chú ý cho cô một cái phần quan trọng trong mục 1 về tác giả Tô Hoài là về sự nghiệp sáng tác. Những tác phẩm chính các em sẽ liệt kê theo sách giáo khoa. Và ở đây thì cô có lưu ý một điều như sau. Nhà văn Tô Hoài được xem là nhà văn đạt kỷ lục về số lượng tác phẩm của văn học Việt Nam hiện đại. Kỷ lục là tác giả trong cả cuộc đời của mình đã để lại khoảng gần 200 đầu sách. Đây thực sự là một con số rất ấn tượng. Và không chỉ là số lượng kỷ lục mà tác giả còn thành công trên nhiều thể loại. Đấy, thì các em sẽ lưu cho cô này, tác giả đã viết trên nhiều thể loại. Cụ thể, đó là truyện ngắn, là tiểu thuyết, là ký, là tự truyện, là tiểu luận, là kinh nghiệm sáng tác. Đấy, rất nhiều cái thể loại. Và có cái số lượng tác phẩm là đạt kỷ lục. Trong văn học Việt Nam hiện đại, gần 200 đầu sách. Các em chú ý một điểm thứ hai về sự nghiệp sáng tác của Tô Hoài là về đề tài.
Về đề tài, chúng ta có thể phân tách thành hai giai đoạn sáng tác: trước cách mạng và sau cách mạng. Thế thì trước cách mạng thì tác giả thường hướng đến hai mảng đề tài chính. Thứ nhất là chuyện về loài vật. Và đây là những trang viết cực kỳ sinh động mà như chúng ta đã từng tìm hiểu qua chuyện vừa dưới mèn phiêu lưu ký. Một cái đề tài thứ hai là tác giả viết về nông thôn trong cảnh đói nghèo. Nông thôn trong cảnh đói nghèo. Đấy là hiện thực cuộc sống những năm trước cách mạng. Nó phù hợp với phong cách nghệ thuật của Tô Hoài là luôn luôn chú ý khám phá và tái hiện lại sự thật. Và tất cả những gì là sự thật thì nhất định là phải viết lại cho trung thực. Đến sau cách mạng, Tô Hoài lại có một cái sự chuyển hướng trong ngòi bút của mình, hướng đến những không gian rộng lớn nổi bật là vùng núi Tây Bắc. Hướng đến những không gian rộng lớn, đề tài hướng đến những không gian rộng lớn. Đặc biệt là viết về miền núi Tây Bắc. Chúng ta cũng chú ý đến một điểm nữa trong sự nghiệp sáng tác của Tô Hoài, đó là phong cách nghệ thuật của nhà văn. Những tác giả nào định hình được phong cách thì mới khẳng định được vị trí của mình trên văn bản dân tộc. Và Tô Hoài là một trong số ít những tác giả như vậy. Thế thì phong cách nghệ thuật, những cái nét đặc trưng nó xuất hiện trở đi trở lại trong các tác phẩm của Tô Hoài. Những nét đặc trưng mà có giá trị, mang tính ổn định, nghĩa là xuất hiện trở đi trở lại trong các tác phẩm của Tô Hoài. Đó là gì? Thì các em lấy cho cô 4 cái điểm lớn như sau trong phong cách nghệ thuật. Thứ nhất, những sáng tác của Tô Hoài thì thiên về diễn tả những sự thật của đời thường. Thiên về diễn tả những sự thật của đời thường. Mà như Tô Hoài từng nói, viết văn là một quá trình đấu tranh để nói ra sự thật. Đã là sự thật thì không tầm thường, cho dù phải đập vỡ những thần tượng trong lòng người đọc. Ở đây là tôn trọng sự thật và nhất định là phải là người thư ký trung thành của thời đại. Đấy là đặc điểm đầu tiên trong phong cách nghệ thuật của Tô Hoài. Một cái điểm lớn thứ hai trong phong cách của Tô Hoài, đó là tác giả có một cái vốn hiểu biết rất phong phú và sâu sắc về phong tục tập quán của nhiều vùng miền khác nhau. Ở đây là cái hiểu biết, có một cái vốn hiểu biết phong phú, sâu sắc. Về phong tục tập quán của nhiều vùng miền khác nhau. Ví dụ, minh họa rõ nhất đó chính là tác phẩm Vợ chồng Hoa Phủ. Khi mà các em đọc thì các em thấy là tác giả đã rất hiểu biết những phong tục của người dân tộc thiểu số. Ở đây cụ thể là của đồng bào Hơ Mông. Rất hiểu, hiểu về tâm lý, tình cảm, đời sống của họ. Hiểu về phong tục, tập quán của họ. Chính vì vậy những trang viết của Tô Hoài rất thuyết phục. Một cái đặc điểm phong cách thứ ba là tác giả có một cái lối trần thuật rất hóm hình. Hóm hình, sinh động. Mà người ta nói rằng có được cái lối trần thuật hóm hình sinh động này là nhờ có cái sự từng trải. Và một cái đặc điểm phong cách cuối cùng, thứ tư, đấy là tác giả cũng sở hữu một cái vốn từ vựng rất giàu có. Vốn từ vựng rất giàu có. Và cái vốn từ vựng này cũng không hẳn là cầu kỳ quá, mà đây nhiều khi là một cái vốn ngôn ngữ rất bình dân, rất thông tục, nhưng được tác giả sử dụng một cách rất đắc địa, tài hoa. Cho nên cái vốn ngôn từ ấy nó trở nên rất có hồn, rất có thần, nó trở nên rất ấn tượng đối với người đọc. Thì đây là những cái nét tiêu biểu nhất về phong cách nghệ thuật của tác giả Tô Hoài. Và với một sự nghiệp sáng tác như vậy thì cái thành quả cuối cùng mà nhà văn Tô Hoài nhận được
đó là tác giả đã được nhận giải thưởng cao quý, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Em rất nhớ cho cô cái giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Năm 1996. Đó là niềm vinh dự đối với bất cứ một nhà văn nào. Và cái phần thưởng này chỉ dành cho những tác giả nào có khối lượng tác phẩm đồ sộ và những tác phẩm ấy có giá trị thực sự cả về nội dung và nghệ thuật. Chúng ta sẽ chuyển tiếp sang phần thứ hai. Chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về tác phẩm Vợ chồng A Phủ. Về tác phẩm này, trước hết thì cô sẽ giới thiệu với các em về hoàn cảnh sáng tác. Cô xin lỗi, trước hết chúng ta hãy tìm hiểu về xuất xứ. Truyện ngắn Vợ chồng A Phủ nằm trong tập truyện Tây Bắc. Nhớ cho cô, xuất xứ là nằm trong tập truyện Tây Bắc. Và đây là tập truyện rất nổi tiếng bởi vì nó được tặng giải nhất Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1954-1955. Tức là cái giải thưởng này là một cái giải thưởng cao quý, một giải thưởng rất vinh dự. Mà ở thời bấy giờ thì người ta rất quan tâm đến giải thưởng văn học này. Bởi vì văn học được xem là một món ăn tinh thần chủ yếu của người dân lúc bấy giờ. Thế thì cái giải thưởng này được gọi là được người ta bình chọn rất nghiêm túc và chỉ dành cho những cây bút thật sự xuất sắc, chỉ dành cho những tác phẩm thực sự có giá trị. Thế các em phải nhớ đây là tập truyện đã được tặng giải nhất Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1954-1955. Và cái tập truyện Tây Bắc này thì nó chỉ có 3 truyện: Cứu Đất Cứu Mường, Mường Dơn và Vợ chồng A Phủ. Và mỗi một truyện ngắn này lại viết về một đồng bào dân tộc thiểu số, về một dân tộc khác nhau. Cứu Đất Cứu Mường là viết về đồng bào Thái, Mường Dơn là viết về đồng bào Mường, và Vợ chồng A Phủ thì viết về đồng bào Hơ Mông. Và chứng tỏ rằng Tô Hoài là người rất hiểu biết về các dân tộc thiểu số ấy. Thế làm nào để có được vốn hiểu biết ấy? Thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, chúng ta tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác. Tác phẩm này là kết quả của chuyến đi thực tế dài 8 tháng của nhà văn Tô Hoài lên vùng núi Tây Bắc cùng với bộ đội vào giải phóng Tây Bắc. Tác giả đã có tới 8 tháng trời ăn ở cùng đồng bào các dân tộc thiểu số, từ trên núi cao đến những bản làng mới giải phóng, ăn ở với họ, chung sống với họ, cho nên thật sự hiểu tâm tư tình cảm của họ và cũng rất hiểu những phong tục tập quán của họ, cho nên đã phản ánh lại trong tác phẩm của mình một cách rất sinh động. Và chính vì vậy những trang viết của Tô Hoài rất thuyết phục. Tô Hoài có nói rằng khi mà chia tay sau 8 tháng ấy, khi mà chia tay đồng bào dân tộc thiểu số để trở về, thì hình ảnh họ đứng hai bên đường vẫy tay chào khiến cho tác giả thấy rất cảm động và nói rằng mảnh đất này đã để thương để nhớ cho tôi nhiều quá. Và trong tâm tưởng luôn nghĩ rằng mình nhất định phải làm một cái gì đó để tri ân mảnh đất này, tri ân những con người nơi đây. Và tác phẩm, cái tập truyện, truyện Tây Bắc ra đời có lẽ cũng là biểu hiện của cái sự tri ân ấy, của tấm lòng ấy, của tình yêu thương dành cho mảnh đất và dành cho con người nơi đây. Thì các em phải nhớ hoàn cảnh sáng tác này. Và khi mà các em làm bài thì các em phải có cái phần giới thiệu về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm để thuyết phục được người chấm. Và phần tóm tắt, chúng ta đọc văn bản rồi, cô sẽ tóm tắt qua lại để chúng ta nắm được tinh thần của văn bản. Ngày xưa bố Mị lấy mẹ Mị vì không có tiền cho nên đến vay của nhà thống lý Pa Cha, là bố của thống lý Pa Cha bây giờ. Và sau đó thì mỗi năm phải trả nợ lãi một nương ngô. Và bao nhiêu năm trời thì vẫn không trả được hết nợ. Bây giờ mẹ Mị đã chết, bố Mị đã già, vẫn chưa trả xong nợ. Trong tình cảnh như vậy thì thống lý Pa Cha có đến để đặt vấn đề muốn đưa Mị về làm con dâu gạt nợ. Nhưng mà Mị đã không đồng ý. Mị nói một câu rất khẳng khái: con nay đã biết quốc nương làm ngô, con sẽ làm nương ngô giả nợ thay cho bố,
bố đừng bán con cho nhà giàu. Thế nhưng rồi sau đó vì cái hủ tục cướp vợ của người miền núi mà Mị đã bị A Sử lừa bắt về đem cúng chỉnh ma. Và chính thức từ đây thì Mị trở thành người của nhà thống lý Ba Cha. Sau khi cúng chỉnh ma xong thì linh hồn của mình đã bị con ma cai quản cho nên không thể thoát được. Tại đây Mị đã bị biến thành thân trâu ngựa, gọi là thành một cái thứ nô lệ ở cái chốn địa ngục trần gian. Bề ngoài là con dâu nhưng thực chất là con nợ, chấp nhận cái kiếp trâu ngựa ở chốn địa ngục trần gian. Và trong cái sự đầy đọa về thể xác thì Mị đã dần dần tê liệt về tinh thần, hoàn toàn không còn cảm giác nữa, không còn cảm giác về thời gian, không gian, và cũng không còn cảm giác, không còn ý thức được về chính bản thân mình. Thế rồi, trong một đêm tình mùa xuân, với những cái tác động của khung cảnh xung quanh, với cái tiếng sáo gọi bạn rất tha thiết, với cái hơi rượu nồng nàn, thì Mị đã từ cõi quên trở về cõi nhớ. Cái sức sống của Mị bừng bừng sống dậy và Mị muốn đi chơi. Nhưng khi Mị vừa chuẩn bị đi chơi thì A Sử về đã trói đứng Mị vào góc nhà. Và sau đó thì A Sử vì đi chơi rồi sinh sự đánh nhau ở Hồng Ngài, cho nên là Mị được cởi trói để đi hái lá thuốc để bôi cho chồng, để xoa cho chồng. Và chính vì cái việc mà A Sử sinh sự đánh nhau ở Hồng Ngài mà cái người đánh nhau với A Sử chính là A Phủ bị bắt về đây. Và một phiên sự kiện được thiết lập rất nhanh chóng. Trong phiên sự kiện này thì A Phủ đã bị, sau phiên sự kiện này thì A Phủ đã bị biến thành người ở gạt nợ. Nếu đời mình không trả hết nợ thì đời con, đời cháu mình tiếp tục cũng là người ở gạt nợ cho nhà thống lý Ba Cha. Thế rồi một lần A Phủ vì mải mê bẫy nhím đã để hổ vồ mất một con bò. Và A Phủ đã phải thế mạng mình cho con bò, phải chịu trói đứng trên cột, đến khi nào bắt được hổ về thì mới tha. Và khi mà nhìn thấy Mị hàng đêm thì ra bếp lửa để thổi lửa hơ tay. Và khi nhìn thấy A Phủ bị trói đứng trên cái cột như vậy, đầu tiên thì Mị không có cảm xúc, A Phủ là cái xác chết đứng đấy thì cũng thế thôi. Thế nhưng một hôm, một đêm, Mị khi mà hé mắt trông sang thì nhìn thấy mắt A Phủ mở trừng và một cái dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại của A Phủ. Và từ đó đã thức dậy tình thương trong Mị. Và từ cái tình thương ấy, với tình thương ấy nó cứ lớn dần lên, thì Mị đã sẵn sàng rút cái con dao cắt lúa, cắt nút dây mây cởi trói cho A Phủ. Rồi sau đó thì Mị cũng chạy theo A Phủ. Và hai người đã trốn khỏi cái mảnh đất Hồng Ngài này để đến vùng Phiềng Sa. Đến Phiềng Sa hai người nên vợ nên chồng, và còn cùng tham gia vào đội du kích để cùng chiến đấu, không chỉ bảo vệ cuộc đời mình, giải phóng cuộc đời mình, mà còn giải phóng bản làng quê hương. Thì đấy là toàn bộ câu chuyện này. Và cũng phải nói thêm, ở đây chúng ta chỉ học một đoạn trích. Thế thì cái đoạn trích này nó có vị trí như thế nào trong toàn bộ tác phẩm? Tác phẩm này gồm có hai phần lớn. Phần thứ nhất là gắn với địa danh Hồng Ngài. Phần thứ hai gắn với địa danh Phiềng Sa. Ở cái vùng Hồng, ở cái phần thứ nhất ấy, gắn với địa danh Hồng Ngài, thì tác giả đặt cái vấn đề phản phong. Và nhân vật chính ở phần này là cô Mị. Đây là kiểu nhân vật tâm trạng. Đến cái phần thứ hai là cái phần gắn với địa danh Phiềng Sa, thì ở đây lại đặt sang vấn đề là phản đế. Và nhân vật chính không phải là cô Mị, mà nhân vật chính lại là A Phủ. Và lúc này từ cái kiểu nhân vật tâm trạng đã chuyển thành kiểu nhân vật hành động. A Phủ là kiểu nhân vật hành động. Thì đấy là hai cái phần lớn. Và khi sang Phiềng Sa thì A Phủ và Mị nên vợ nên chồng. Thế thì trong hai cái phần này thì thực ra phần 1 nó đã khá là hoàn thiện về nội dung rồi, và nó lại rất có giá trị về nghệ thuật. Cho nên người ta nói rằng thực ra chỉ cần phần 1 thôi thì tác phẩm này đã được xem là hoàn chỉnh rồi. Và chúng ta học chính là học cái phần 1 này, cái phần được xem là xuất sắc nhất cả về nội dung và nghệ thuật. Chúng ta học một đoạn trích nhưng chúng ta cũng có thể nhìn được cả tác phẩm. Thì đây là toàn bộ những kiến thức cơ bản về tác giả và tác phẩm để chúng ta có một cái nền tảng, có một cơ sở đi vào tìm hiểu đoạn trích này.